Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đây là đơn của anh Minh, có biệt hiệu là Mã Hồng ạ. À, vâng, anh ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái chép PT6, bên em có tặng kèm anh 2 tụ và 3 mét dây. Vâng, thì đây là cái chép PT6 được mạ vàng đồng, rất là đẹp và nhìn rất là sang chảnh, có thể kết hợp với nhiều bộ dàn karaoke, có thể để trên chốc loa full hoặc là loa lằm, rất là đẹp. Vâng, trước tiên anh thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Minh nhé. Vâng, anh Minh ạ, bên em đang test cái đôi loa chép PT6, đây là hàng Trung Quốc mà bên em mới nhập về. Vâng, và anh Minh anh có được thông tin và anh đặt cho mình đây ạ. Vâng, mình đang test rất là cẩn thận cho anh Minh, biệt hiệu là Mã Hồng, rất là cẩn thận trước khi gửi. Vâng, đây là cái chép của anh đang hoạt động đây ạ. Em quay sát vào thì anh sẽ nghe được rõ tiếng chép. Vâng, phía trong hai chép này nó có một cái hình đầu đạn ở phía bên trong, rất là hầm hố đấy ạ. Vâng, đây là tổng thể cái họng của cái chép. Đây, vào bên em có tặng kèm anh Tụ anh nhé. Tụ bên em đã đính kèm đây sẵn rồi ạ. Vâng, rơi bên em đã kết nối sẵn, anh về chỉ việc kết nối đằng sau cái loa chính dựa của anh đang nghe thôi ạ. Vâng, thì dây dương thì vào cái cầu đỏ của cái chép, và dây âm thì vào cái cầu đen của cái chép này ạ. Đây là âm này, phía này là đỏ là dương này, anh nhớ cho em nhé. Vâng, dây âm là dây trắng và dây đỏ là dây dương, đấy là quy định của bên em, thì về anh kết nối để ý giúp em nhé. Vâng, chép bên em đã đính sẵn rồi ạ. Vâng, để hỗ trợ cho một dàn karaoke được cái giải chép cao mà nó êm dễ chịu thì không phải là cái dòng chép nào cũng có thể làm được. Vâng, thì đây là cái chép PT6 mà đã làm được điều đó, và anh Minh sẽ biệt hiệu là Mã Hồng đã sở hữu. Vâng, em cho to hơn tí để anh Minh nghe nhé. Vâng, trông rất là cứng cáp đấy ạ, rất là cứng cáp. Vâng, để hỗ trợ cái giải cao thì chép PT6 này làm cái điều đó rất tốt. Và bên em đã đính kèm tụ vì thế không cháy anh Minh nhá. Anh cứ việc kết nối trực tiếp đằng sau âm ly hoặc đằng sau đây hoặc đằng sau loa đều được ạ. Vâng, hiện tại cái chép PT6 của anh Minh biệt hiệu là Mã Hồng đã hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Ngày mai thứ hai bên em bắt đầu ship bưu điện cho anh nhé. Và sau cùng thì em chúc anh Minh và gia đình sức khỏe và thành công ạ.